Yo, chào mừng em đã quay trở lại với V Channel. Thì hiện tại mình đang bị bệnh nên là giọng mình có thể hơi khó nghe một chút xíu, nên là mình mong anh em có thể thông cảm được cho mình về chuyện này. Hiện tại trên bàn của mình là một loạt iPad Mini 5. iPad Mini 5 đang có giá cực kỳ tốt ở trên trang Viễn Đông Mobi. Mình sẽ để link ngay phía bên dưới cho anh em. Và video này mình xin gửi tặng đến những anh em nào mà vẫn còn đang băn khoăn về việc là có nên lựa chọn một con iPad Pro với trọng lượng khá là nặng và một con iPad Air với kích thước màn hình khá là lớn. Thì tại sao? Tại sao iPad Mini 5 không phải là một lựa chọn thích hợp cho anh em tại thời điểm này? Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi xem con iPad Mini 5 này có gì đặc biệt. Mình sẽ cùng các bạn unbox con máy này. Thì vỏ hộp cũng như những con iPad khác của Apple, bao gồm một đống sách hướng dẫn mà không ai thèm xem. Sau đó là một củ sạc ba chấu, cộng cáp Lightning. Đó là tất cả những gì mà có trong hộp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần review từ ngoài vào trong con iPad Mini 5 này. Như các bạn đã thấy thì hiện tại mình đang cầm trên tay con iPad Mini 5. Và điều đầu tiên mà mình cảm nhận được khi mà cầm con máy này trên tay là kích thước nhỏ gọn của nó. Nó có thể nằm vừa ở ngay trong lòng bàn tay của bạn, rất là tiện lợi. Thì ngoài ra về phần thiết kế không có quá là khác biệt so với lại con Mini 4 tiền nhiệm của nó, nhưng mà có một chút thay đổi về phần camera và nút bấm âm lượng, nên bạn không thể nào mà tận dụng cái ốp lưng của Mini 4 cho con này được. Và vì con iPad của mình đang cầm trên tay là một con iPad có thể sử dụng được 4G, nên ở phía bên trên đây được trang bị một dải anten cũng như là khe cắm SIM nằm ở phía bên dưới. Ngoài ra thì chất liệu của nó là bằng nhôm. Apple đã quyết định giữ lại jack tai nghe 3.5 ở phía bên trên máy cũng như là một ống loa kép và sạc Lightning ở đây, rất là tiện dụng cho những anh em nào mà đang sống trong hệ sinh thái của Apple. Ngoài ra trên con iPad Mini 5 này còn được trang bị một màn hình IPS với kích thước là 7.9 inch, được hỗ trợ chu tông. Và hình như là chu tông là công nghệ mà đã được Apple áp dụng trên hầu hết các sản phẩm mới ra mắt gần đây của họ. Và với cái công nghệ chu tông này thì anh em có thể thoải mái đọc sách hoặc là chơi game ở trong bất cứ môi trường nào mà không lo sợ về tổn thương về mắt, vì chu tông là một công nghệ mà có thể thay đổi màu sắc của màn hình theo môi trường. Thì sau phần màn hình, anh em có thể thấy ở phía dưới đây, Apple đã quyết định giữ lại Touch ID ở trên hai dòng máy tính bảng mới ra mắt gần đây của họ như là một đặc điểm để có thể nhận dạng. Và với phần Touch ID như thế này sẽ làm cho viền máy của mình khá là dày. Và cái gì cũng có hai mặt của nó. Và mình nghĩ là với cái viền máy dày như thế này thì bạn có thể dễ dàng cầm nắm và thao tác mà không sợ bị cứng vào phía bên trong màn hình như là các mẫu iPad Pro. Tiếp theo là camera. Thì dường như Apple vẫn không quá chú trọng về phần camera trên các mẫu iPad gần đây của họ. Trên con iPad Mini 5 này sở hữu một camera trước với độ phân giải là 8 megapixel và một camera sau với độ phân giải là 7 megapixel, đủ đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản của anh em như là FaceTime hay là video call vân vân. Cùng một cục pin với dung lượng là hơn 5000 mAh có thể giúp anh em trải nghiệm thoải mái mà không sợ hết pin. Và bên trong một con máy nhỏ gọn như thế này chứa đựng một con chip khá là xịn sò đến từ nhà Apple, đó là con chip A12. Và với con chip này thì anh em có thể thoải mái kiếm game mà không sợ bất kỳ một tựa game nào có mặt trong App Store, cũng như là thoải mái sử dụng trong vòng 4 đến 5 năm nữa mà không sợ bị lỗi thời. Về đánh giá tổng quan của mình về con iPad Mini 5 này thì mình cảm thấy là con iPad Mini 5 này có trọng lượng cũng như là kích thước khá là nhỏ gọn và nhẹ, mang trong mình một cấu hình cực kỳ mạnh cũng như là màn hình sắc nét là cân đối, không quá lớn cũng không quá bé, lượng pin hơn 5000 mAh có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của anh em sử dụng trong một ngày. Và ok, nếu anh em có nghĩ giống như mình thì cho mình biết ở phần comment phía bên dưới. Mình là Thanh Trực đến từ V Channel.